Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối. Tám có cái giường ở đây, cái giường xếp à, tối nay Tám ngủ có cái giường xếp ở đây. Đây là ông ngoại nằm ở đây. Ông ngoại đang ngủ. Ngoại đang ngủ nè các bạn ơi. Bây giờ tới lượt Tám ngủ ở đây đó. Hôm nay đã chưa? Nhưng mà cái nệm nó hơi bị thụng. Ây da đau. Bây giờ là 6 giờ sáng các bạn. Tám mới xếp cái giường lại nè. Đó cái giường. Móc cái này vô xếp lại. Móc cái này vô là xong. Cái mình đẩy, đẩy vô tường. Đấy gọn vô đây là xong. Để mình gối lên. Xong. Ông ngoại đang ở đây. Ông ngoại đang thở oxygen. Ủa? Xe đâu? Ngồi ơi. À, ngồi đó hả? Ok. Ok. Được. Nhưng mà ba ngủ nguyên ngày hôm qua tới tối qua. Bây giờ ba thức rồi đó. Ba tỉnh rồi đó. Chạy lên liền đi. Ba muốn nói gì á? Vậy hả? Đi về. Ồ, được cho đậu ở đây ha. Ồ, đậu này đỡ ghê. Bây giờ mình đi về mình nói chuyện tí xíu nha các bạn. Ở trong bệnh viện. Tối hôm qua tới giờ, tối hôm qua ngủ cũng chập chờn lắm. Nói chung là ba thì ba ngủ nguyên một ngày hôm qua. Ba không có dậy, ba chỉ thức bữa mở mắt xong rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Rồi sáng nay là bắt đầu mới thức dậy đó, mới mở mắt ra tới lúc Tám đi về luôn á. Khi thì cần ba mở mắt thì ba không mở mắt, tới lúc Tám gần về ba mới mở mắt. Ba ngủ quá trời ba ngủ luôn. Mà trong khi trước cái ngày mà tám lên á, là chị Linh ngủ á, là ba, chị Linh nói là ba không ngủ luôn hai đêm luôn á. Ba nằm ba mở mắt rồi nè, bắt đầu về xong rồi cái lúc mà tám lên là bắt đầu ba ngủ. Cái thì nó nói trời ơi, hôm qua ba đầu về quá trời luôn, không cho ba về chắc ba ghét quá, ba ngủ không thèm thảm không dậy luôn. Mà hồi nãy bác sĩ nói với chị Thao, nói chuyện với chị Thao á, trước khi Tám về là bác sĩ nói chuyện, bác sĩ nói là mọi thứ đều ok, nhưng mà có một cái là ủa kêu ra freeway xong kêu vô liền vậy đó hả. Sẵn đây cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cầu nguyện cho ông ngoại, nhắn tin hỏi thăm Tám nhiều lắm. Nhưng mà Tám nói là cập nhật tình hình thì ở bên Cam Thao, Cam Thi với Cam Linh sẽ cập nhật tình hình. Thì coi như là mình đó, theo Tám á, Tám xin cầu nguyện, xin Chúa là cho ba tỉnh lại và được về nhà, thì có thể là
mình là cho ba tỉnh lại và được về nhà. Thì bây giờ đã tỉnh lại rồi, còn cái chuyện về nhà thì một sớm một chiều thôi. Nhưng mà Tấm nghĩ là như vậy là quá đủ rồi, cho nên mình phải chuẩn bị tinh thần là ba bây giờ cũng nói chung là không biết ngày nào, mình không biết ngày nào, tại vì bây giờ cái ba nói chuyện được chút chút thôi à, chứ không có được nói. Như nhà vợ hôm nay nè, ba tỉnh dậy thì ba không có nói giống như là mấy bữa trước là không thơ ra tiếng luôn, mà tự nhiên hôm nay ba lại không có nói được luôn. Giống như ba muốn nói lắm mà ba không có nói được, ba mấy cái đàm ở trong cổ nó bị kẹt á, khò khò, người ta hút ra nhiều lắm rồi. Ngày hôm qua ta cũng hút mà y tá nói là đỡ hơn rồi, y tá có nói là đỡ hơn rồi, mà hút từ trong mũi á nha, để cái ống nhỏ nhỏ đâm vô trong mũi xong mà hút đàm ra đó, mà y tá nói là đỡ rồi. Tại vì ngày hôm qua ổng nói là hút thì không có nhiều, ra cũng không có nhiều lắm, cho nên là rất là đỡ hơn, better hơn rồi. Thì mình nghe như vậy, nhưng mà có một cái là mình thấy ông ngoại cũng yếu mà cũng ốm lắm, không có thể nào mà bình phục hẳn. Mình cứ mình giống như là mình mong là ông ngoại bình tĩnh và được về nhà đoàn tụ với con cháu rồi được ngày nào hay ngày nấy thôi, thì cũng là mãn nguyện rồi đúng không các bạn? Còn hơn là cái lúc đó đi, cái ra đi lúc đó thì mình cũng rất là buồn, cũng sốc, nhưng mà không biết nói sao nữa. Thì mọi người nói là thôi, cái đó là ông ngoại sống tới từng tuổi này là cũng là thọ lắm rồi, cũng đừng có buồn, đừng có mà như là nhờ phải chấp nhận đó các bạn. Thì mấy bữa nay mình cũng chuẩn bị tâm lý rồi đó, nhưng mà dù sao đi nữa, bây giờ mình cứ tưởng tượng đi, nếu mà ông ngoại mà ra đi thì cũng phải tới ngày đó thôi, không biết là lâu hay mau, nhưng mà mình tưởng tượng là cái ngày đó không biết mình có chịu nổi hay không. Mặc dù mình chuẩn bị tâm lý đó, nhưng mà mình không biết là lúc đó mình có chịu nổi được hay không nữa. Tại vì cái lúc đó mình tưởng tượng là cái cảm giác đó là giống như là mình không còn ba của mình ở trên cái bây giờ mình trải qua cái tình trạng này cho nên cũng không có biết được mình sẽ như thế nào, đúng không? Giống như mình nghĩ là lúc đó mình cái cảm giác mình là không có còn thấy ba của mình nữa. Cái clip mà mình làm, mình hát cái bài mình coi cái clip mà mình hát cái bài Chiều Tà á, nội lúc đó là ba đã như là đã tốt rồi đó, đã tỉnh, đã như là cũng tình trạng cũng ổn định, như phải như là nó khả quan hơn rồi đó, mà mình còn hả, mình còn coi mà mình còn khóc nức nở luôn á, huống chi mà cái clip đó mà ông ngoại mà đã ra đi rồi thì còn không biết làm sao, không biết làm sao mà chịu nổi không? Mình không biết, dĩ nhiên là mình nghĩ tới lúc đó thì như vậy thôi, nhưng mà tới cái chuyện mà nó xảy đến rồi á thì chắc chắn mình cũng phải mạnh mẽ lên để mình sống tiếp thôi, chứ biết sao giờ.
cái tâm nguyện của mình là không có bị muộn, là mình đã hát cái bài đó và ba đã nghe được cái bài mà mình hát mà ba thích, là mình có đó là mình cái tâm nguyện mình đã hoàn thành. Mình rất là vui, mình rất là như là không có bị hối hận. Mình tưởng tượng mà nếu mà ba không nghe được cái bài mà mình hát thâu cho nhanh để cho ba nghe mà ba không nghe được đó, lúc đó mình mới ân hận là tại sao mình không thâu sớm hơn. Nhưng mà bây giờ mình hên là mình rất là mừng, vui lắm. Khi mà ba nghe xong rồi ba cảm nhận được rồi ba chảy nước mắt này kia, rồi ba nói là mẹ, ba nhớ má của ba, nhớ bà nội đó. Lúc nào ba nghe bà đó cũng nhớ bà nội hết á. Lúc nào cũng vậy á. Lúc mà mình coi cái clip đó, lúc đó là ba chưa có tỉnh táo để mà ba nghe mình hát á, thì mình cứ nói trong bụng là trời, ba ráng ba tỉnh nha ba, để ba nghe con tặng ba cái bài hát này. Bây giờ ước muốn của mình đã được thực hiện. Có người hỏi Tám là lúc mà Tám thâu bài đó Tám có khóc hay không. Thì lúc mà Tám trước khi thâu thì Tám cũng có nghĩ là trời ơi, hát cái bài này chắc không nổi quá. Mà mỗi lần mà Tám mà là khóc quá, là không bao giờ Tám hát được, nói cũng được nữa ở đó mà hát. Nói cũng được, lấy đâu mà hát. Nhưng mà mình cũng nghĩ thôi kệ, ráng đi, chứ giờ biết làm sao. Thì không ngờ là cái lúc mà vô thâu á, là được tin là ba tỉnh đó, được cái tin tốt á. Cho nên lúc đó mình mừng á, cái mình không có, cũng như mình cũng ráng. Tâm trạng của mình lúc đó là vui. Nhưng mà mình cũng cố gắng mình hát cho nó hay cái bài đó để cho ba nghe đó. Nhưng mà không có bị khóc. Khóc được thâu lâu lắm. Cái bữa đó Tám thâu có tí xíu à. Tám thâu trong vòng hình như cũng nhanh lắm. Thật sự Tám thâu bài nào cũng nhanh hết. Nhưng mà cái bài này có một cái lần nó hơi khó lúc đầu á. Nhưng mà tại vì cái mở cho ba nghe hoài á, xong cái Tám cũng nghe theo. Cái Tám cũng giống như là cũng có tập nghe theo để hát trong cái bữa tiệc ở nhà của bác Giao á. Thì nó cũng có nhiễm được chút xíu. Rồi sau này cái nghe lại thêm một vài lần nữa là mình biết cái cách cái giai điệu này kia cho nó đúng á. Rồi cái mình in lời ra rồi mình hát thử thôi. Mình thâu là mình thâu đại vậy thôi, chứ mình không có biết mình hát như thế nào cái bài hát này nữa. Tại Tấm nói cái bài hát này khó hát lắm, tại vì nó toàn là mình nghe toàn là những cái danh ca hồi xưa mà hát giọng cao không à, mà mình thì không có cái giọng đó. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ không hát được cái bài này. Nhưng mà nói thôi mình hát đại để cho ba nghe, là cho ba, tặng cho ba thôi. Chứ mình không có ngờ là mình hát rồi mình cũng được mọi người nhưng mà thích này kia đó. Rồi nhắn tin khen Tám, nói là Tám hát cảm động lắm, này kia cái nọ. Mình đâu có ngờ đâu. Sẵn đây cũng cảm ơn rất là nhiều mọi người đã nhắn tin rồi comment này kia khen Tám hát bài đó hay, tình cảm. Nhiều người khen Tám cũng cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay Tám về là Tám có nói là thi với lại chị My với lại Linh thì cứ thay phiên nhau ở với ba đi, tại vì thời gian không có còn dài đâu. Và thứ ba tuần sau lận thi nó về rồi, còn đâu bao nhiêu ngày, cho nên tranh thủ thi ở với ba đi. Và Tám thì đi show, Tám bay show thì sau khi My đi về rồi Thi đi về thì còn Linh, thì không biết Linh chừng nào về. Nhưng mà Tám thì lúc đó thì Tám sẽ tranh thủ vô với ba khi mà không có ai á, rồi thao với Tám với lại chị Linh tranh thủ thay phiên nhau, chứ chừa để dành cho những người mà không có gặp được ba sau này đi về bên đó rồi, đâu có cơ hội mà chăm sóc ba nữa. Nên mình phải nhường cho mọi người, ai cũng có thời gian ở gần ba. Chứ mấy bữa Thi nó dành nó ở với chị My
hai người dành nhau nói để tôi ở nói, thì nó nói tôi vài bữa tôi về rồi My còn ở đây, My vô với ba sau để tôi ở với ba một vài bữa đó. Nói chung là dành nhau ở, nhưng mà Tám về thì Tám đi về thì mọi người nhường cho Tám vô ở với ba một đêm, mà Tám ở thì ba ngủ mất tiêu luôn, đâu có nói chuyện được với ba. Rồi sáng nay ba tỉnh dậy là ba nói ba muốn nói cái gì á, mà Tám kê lỗ tai vô ba mà ba Tám không có nghe được ba nói cái gì á, ba không có nói ra tiếng được. Xong nhưng mà xong Tám nghĩ là chắc ba nói là ba muốn về hoặc là hỏi thăm má hay sao đó, thì Tám nói hết. Tám nói là má ở nhà khỏe, ba đừng có lo, mọi người ở nhà ai cũng khỏe hết, còn về nhà thì một vài ngày nữa người ta sẽ cho ba về, người ta cho thấy ba khỏe khỏe người ta sẽ cho ba về nha, ba yên tâm, ba ráng đi, ba ráng vài bữa nữa. Cái ba nghe là ba cũng vậy đó, chứ mình đâu có biết ba nói cái gì, không biết ba muốn nói gì đâu. À thấy tội lắm, ba ốm lắm. Thôi tới nhà các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này của Tám nha, hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc, bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.